Shiba xin được kính chào tất cả các bạn. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác một chiếc xe của thương hiệu Czech, xe dòng Touring City Bike, Czech FX 7.4. Xe Czech thì thương hiệu của Mỹ và xe thì dùng tại nội địa Nhật, dùng lướt, được nhà Zimbai mua bên Nhật theo hình thức đấu giá, vận chuyển ở Việt Nam qua đường bay, xe đi đường E. Chiếc này về size xe là size M. Xe Czech size M sẽ tương đương dòng đứng là 44,5cm và dòng ngang 52,5cm. Với cái size xe này các bác có chiều cao quanh tầm 1m60-62 trở lên, đến được tầm khoảng tầm 74-75 đổ lại thì chạy chiếc này sẽ phù hợp với size. Về cấu xe, chiếc này là dòng Czech FX 7.4 và cái model là năm 2015. Hệ thống dây đi âm trong khung và khung là khung nhôm gôn alpha aluminum và càng trước là carbon. Chiếc này dùng bộ chuyển động 3 đĩa và 9 níp Shimano đều rê. Cặp vành nhôm cao 2 lớp của thương hiệu Bollinger. Cặp lốp 700x32C cũng của Bollinger. Chiếc này về hình thức thì còn rất là đẹp. Sau đây em đi vào chi tiết để các bác cùng ngắm chiếc này nhé. Đầu tiên từ dàn đầu đi. Dòng chiếc cái dòng Epic Check Epic 7.4 thì là một trong những cái phân khúc cũng tương đối cấu hình phân khúc cũng tương đối tốt rồi đối với một chiếc xe chạy thành phố. Và cái chiếc Czech FX 7.4 thì họ trang bị bộ tay bấm xả Shimano Acera, gạt đĩa Acera, còn riêng cụ đề là Shimano đều rê. Tay phanh phanh Vibran. Tay bấm xả Shimano bên này là 3 và bên này là 9. Phanh cái ngàm phanh ấy, thì là của thương hiệu Techo. Và má phanh là Techo, trước này về thì đã có cái cùng luôn cả cái chuông, chủ người Nhật đã lắp một cái chuông rồi. Hệ thống tay cầm là của thương hiệu Bollinger và cái công nghệ Isozone, nghĩa là cái công nghệ giảm chấn. Czech FX3 hoặc là 7.4 nó sẽ phân khúc nó sẽ cao hơn FX2, FX1 các bác nhé. Đối với dòng Czech FX thì nó sẽ từ số từ thấp đến cao. Đấy, ví dụ như FX2 chẳng hạn thì họ cũng chỉ trang bị một cái tay nắm cao su và nó không có cái công nghệ Isozone giảm chấn như này. Ghi đông pô tăng thì là nhôm và ghi đông này ghi đông kiểu bắp chuối. Cái dòng 7.4 này thì em thấy từng chi tiết đồ ấy trông nó rất là thích luôn. Đấy, ví dụ cái đời mới này thì thậm chí người ta không cả in dập logo lên nhà đâu. Có một cái logo dưới gầm thôi là xong. Đấy, tất cả màu đen. Còn cái dòng 7.4 này thì những cái model trước đây đấy, từng cả những cái ốc bắt và cái chỗ cái pô tăng, cái ghi đông này họ cũng in cả logo Bollinger luôn. Đấy, Isozone này. Đấy, và cả kể cái vòng đệm chén cổ họ cũng khắc logo luôn Bollinger luôn. Đấy, là dòng Czech 7.4 từng chi tiết đồ như vậy. Nhìn logo này, logo hình chiếc khiên. Đấy. Made in. Dòng này là made in China các bác nhé. Đấy, các bác mà chơi xe Nhật thì cũng không lạ gì đâu, thì cũng sẽ rất là rành. Còn lại các bác mới chơi mà thấy bỏ xe Nhật mà lại có made in China thì có thể các bác sẽ tham khảo thêm ở trên mạng hoặc là tìm hiểu thêm một chút. Đấy, thì Czech thương hiệu của Mỹ nhưng mà những cái dòng đời mới này thì nó không có sản xuất tại Mỹ đâu. Còn họ sẽ lắp ráp đa phần là ở Taiwan và China. Đấy, Czech đời mới này tất cả đều là China cả, chỉ những phân khúc cao cấp thôi. Hoặc là một số dòng cũ thì sẽ sản xuất lắp ráp tại Taiwan. Nó tùy theo model. Đấy, và cái 7.4, riêng cái dòng 7.4 này các bác nhé, càng này càng carbon. Và họ in luôn cả cái tem ấy, họ sơn chìm luôn cái tem mà FX 7.4 này. Đấy, theo cái họa tiết của nó hoa văn này thì rất là đẹp luôn, ở phía bên trong nhá, cả hai bên này họ sơn chìm luôn cái hoa văn của dòng Czech FX 7.4 rất đẹp luôn. Còn một phía bên là ghi 7.4, còn bên này là ghi HCM carbon. Đấy, phanh thì Techo này, má phanh này, lốp thì đây, chiếc này dùng lốp size lốp đây các bác nhá. Lốp trước là 700x32C, lốp sau cũng vậy, tất cả đều Bollinger. Và cái lốp này thì các bác nhìn cái bao vía nó vẫn còn này. Hôm qua em có quay khui thùng rồi thì em cũng chỉ kiểm tra và bảo dưỡng xong này, và vệ sinh qua, thì riêng cái phần lốp này
là cái đôi lốp này hầu như không sử dụng mấy đâu các bác ạ. Cái ba vía nó vẫn còn nhưng nó có cái kiểu mốc mốc này các bác này. Đấy thì em cũng không rõ, có thể là chủ Nhật khi người ta ít đi ấy, thì người ta sẽ bảo quản bằng cách là phủ một cái lớp chống kiểu như là lão hóa cái cao su của cái lốp này. Đấy, nó có cái phấn, cái bụi phấn lốp mới thông thường nó hay thế ấy. Thì cái này nó vẫn em nó vẫn nguyên nha. Nếu mà lấy bàn chải đánh thì chắc nó sẽ đi thôi các bác nhá. Đấy, còn em để nguyên. Chỉ có bảo dưỡng xong thì cái bi trục này thì chỉ có lau qua ấy thôi. Đấy, vành logo Bontrager. Cái phản quang trước sau đã có. Chiếc này có hai cái nắp van trông rất yêu luôn. Màu tổng quan chiếc này là màu xanh lá mạ các bác nhá. Rất đẹp luôn. Và hình thức em kiểm tra từng chi tiết một thì không thấy cái vết xước sát nào gọi là đáng lưu ý đâu. Không thấy vết xước sát luôn. Rất đẹp. Đấy, chiếc này thì hầu như là không sử dụng. Quay quay mặt bên trái trước đi, xong đi sang bên kia cụ để tiện luôn. Chiếc này về đồ thì em thấy là về thì có chuông này. Đấy, chuông này rất là kêu luôn này. Và có cọng nước Bontrager cũng của thương hiệu Bontrager luôn, và cái màu sắc cũng cùng tông màu xanh lá mạ luôn của cái chiếc trách này. Đấy. Và chiếc này kèm về đua xe có luôn chân chống nguyên bản theo xe của hãng luôn. Cái chân trống này rất khỏe này các bác này. Đấy, chân trống rất khỏe luôn. Các loại chân trống này thì là đời đời cũ, còn chân trống mới thì nó có một cái đoạn cao su đây này. Đấy. Và những cái chân trống này thì mua bên Nhật, mua lẻ bên Nhật thì cũng tương đối cũng trên 1 triệu một cái chân trống như này các bác ạ. Đồ bên Nhật thì nó hơi hơi mắc một tí. Đấy, hấp thì hấp Shimano. Mà cái Shimano này là Shimano Via China các bác nhá. Dòng 7.4 nó cấu hình của hãng là như vậy nhá. Chứ nếu mà cái này là Via không phải China thì cái khác này có khi này lại không phải nguyên bản. Đấy, quan trọng nhất là nó là xe nguyên bản. Độ mới cao. Về giấy tờ thì đây. Đây là cái giấy chuyển nhượng của bên Nhật, giấy tờ mua bán ở bên Nhật và hình ảnh ở bên Nhật đầy đủ các bác nhá. Đấy, logo và cái dấu khuyên, dấu xác nhận của cái người bán, chủ bên Nhật người ta bán. Cái này là em mua của shop và người ta có luôn cả một cái giấy cảm ơn này, thank you và cái thông tin của người ta này. Đấy. Và người ta gửi cho mình một phong thư kèm xe như này. Đấy, rất là cẩn thận luôn, mã QR, trang web thông tin của shop rất là cẩn thận. Đấy. Xe thì hình ảnh bên Nhật thì em đầy đủ. Đấy, các bác mà quan tâm hình ảnh xe bên Nhật như nào về nhà em thì em sẽ gửi hình chi tiết qua Zalo. Khi mà đăng ấy, thì em cũng sẽ đăng một vài hình ảnh xe luôn ở bên Nhật để các bác tiện theo dõi các bác nhé. Seven Four này, đấy cái logo mà của cái dòng này này, đấy, cái họa tiết của dòng này họ in chìm, họ in phía bên trong nhé, của cả càng trước càng sau và gầm xe các bác nhé. Đây, đấy, gầm xe này cũng logo check này. Logo check và cái series 7.4 74 này. Đấy, đây là cái tem của hãng này, tem mã vạch này và cái số khung. Đấy, còn đây là cái ký hiệu alu là gọi nhôm. Và đây là cái số khung dập chìm này. Tất cả hệ thống dây của chiếc này gạt đề và củ đề và cái đĩa thì em thấy đi âm khung rất đẹp luôn. Đấy, giò đĩa thì dòng 7.4 này thì dùng bộ nó sẽ khác mấy cái dòng 7.3 hoặc là FX3 một chút. Đấy. Là nó sẽ dùng cái giò đĩa Shimano màu trắng bạc này. Đấy, còn cái bản kia nó sẽ có là cái bản màu đen. Đấy, thực ra nó chỉ khác nhau cấu hình gì cái FX3 nó sẽ dùng cái Alivio cũng là cấu hình 3:9 Alivio. Pedal Velgo rất đẹp. Đấy, rất trớn luôn, rất đẹp. Nhìn cái vết pedal này thì các bác cứ biết là nó chủ bên Nhật người ta cũng gần như cũng không dùng mấy, chắc đạp được vài lần. Đấy, giò đĩa này, răng đĩa này, nguyên như này. Đấy, lên xích xuống xích chắc được vài lần. Gạt đĩa là Shimano Ashida các bác nhé. Và cái thông số size của hãng đây. Đấy, logo check này. 1976 là cái thương hiệu này ra đời. Size là 17,5 inch. Sóng đứng nó sẽ là 44,5 cm. Và cái tem chữ trách thì in màu đen. Hệ thống dây đi âm khung đây. Đấy, nó sẽ ra phía bên này. Đấy, bây giờ em sẽ quay sang mặt bên bên trái luôn.
ở mặt bên phải, vừa quay mặt bên phải. Đấy, mặt bên này nhá, thì hệ thống dây này. Logo cả trên dưới cái pô tăng rất đẹp luôn. Và cái hệ thống dây đi âm khung, dây phanh và cái dây củ đề gạt đĩa đây. Cái tem họ in những cái tem chìm này, đi ra in rất là đẹp luôn, chất. Và cái cọng nước cũng vậy. Đây là cái thông số của cái khung này, alpha này, alpha gold. Đây là cái nhôm, dòng nhôm logo chứ. Và cái tem cảnh báo này, của hãng này. Đấy là cái dòng nhôm gold, alpha gold đặc trưng của thương hiệu Czech đây. Đây cái giò đĩa bên phải này đều có cái chắn lip các nhá, gọi là chắn xích ấy. Đi thì nó có nhựa này, và cái dòng giò đĩa này thì trông cực kỳ yêu luôn, trông rất khỏe các bạn. Không biết cái mã nó thì như là không nhầm thì nó là Alivio. Đấy, size là 170 các bác nhá. Malaysia Via 170 Shimano. Và trông khỏe lắm. Giống trên cái giò đĩa của trước BNC cặp nông Sport 3 nó cũng trang bị cái giò đĩa Alivio này. Pedal bên phải này, pedal go, phản quang rất đẹp. Nói chung là chiếc này nhìn pedal thì biết người ta sẽ đi rất là ít. Đây là xích lip củ đề này. Đây củ đề là Shimano đều đây. Cái củ đề Via Japan. Các bác xem ở trên trong gầm này các bác nhé. Nó phải nhìn từ ngược từ phía bên trong ra ở dưới gầm thì mới thấy cái made in của nó. Shimano đều đây. Và củ đề đều đây này thì cực kỳ nồi đồng cối đá châu bò luôn. Bền lắm. Thì cái dòng FX3 với FX 7.4 thì nó chỉ khác nhau là cái thằng này dùng đều đây, thằng kia là dùng cái Alivio. Và giò đĩa kia là màu đen, cái này là màu trắng bạc. Đấy, cái lip là lip thả 9. Đây, lip CSHG 009 này. Đấy. Răng đĩa lip thì còn rất là đẹp luôn. Chiếc này chắc là hầu như không dùng mấy, cho nên là vết xích nó chỉ gọi là đạp một vài lần là có vết thôi. Còn cái xích này thì là xích 9 này. Xích 9 KMC các bác nhá. Xích 9 này. Đấy, KMC này. Đây X9 này. X9 này. Đấy, và chữ KMC này. Đấy. Xích clip củ đề rất đẹp. Đây bánh sau này. Có phản quang này, vành Bollinger, vành nhôm hai lớp. Đấy, lốp Bollinger. Đấy cái nắp van này, hai cái nắp trước sau đều giống nhau. Màu sắc rất là yêu luôn, màu cam. Bollinger logo TLR. Còn cái xem cái size lốp đây. Đây nó là bánh bộ mà, trước sau đồng bộ. Còn cái phần độ mới của cái lốp thì đây em sẽ quay trên này thì sẽ nhìn thấy rõ cái đấy, quay gần vào một tí đấy, như này sẽ nhìn rõ cái ba via này. Đấy, còn cái mốc của cái lốp này là có thể bảo quản họ cái bảo quản cho đỡ lão hóa cao su thôi nhá, coi nhá. Còn cái ba via mới nhìn này thì sẽ rõ là. Đấy, còn lấy bàn chải thì có thể đánh nó sẽ đi ngay. Đấy, Techo. Đấy, các bác chạy một thời gian, rửa vài lần nó sẽ đi. Đấy. Rất là trớn luôn. Líp kêu rất nhẹ nhàng. Đấy. Ở phía, để phanh lại đã. Ở cái phía đấy, cái càng sau này. Đấy, nó đều có cái họa tiết rất đẹp luôn. Và nó có cái chỗ này để bắt, để lắp cái phát Bluetooth này, DualStrap này, DualStrap này là cái để lắp vào đấy để bộ đếm công km/h, bộ đếm khi mà chúng ta sẽ bắt đầu Bluetooth với một cái đồng hồ Czech. Nhưng cái dòng DualStrap đấy em thấy giá của nó tương đối mắc tiền quá, bộ mới của nó 2 triệu mấy 3 triệu, rất là mắc. Nhưng mà các bác mà thích những cái đồ chơi kiểu đồ chơi đồng bộ của hãng ấy, thì các bác nếu mà thích chơi những đồ đấy thì nhắn Zalo thì em cũng sẽ tìm em đấu giá được ngay. Thực ra mua phụ kiện phụ tùng hoặc cái đồ chơi bên Nhật thì nó cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà mỗi tội là giá. Nếu mà mua những cái đồ đấy mà mua giá quyết định nhanh chóng, như là shop họ sẽ ghi giá luôn ấy, thì về nó sẽ rất là cao. Cho nên thỉnh thoảng mình mua của những người dân người ta không dùng hoặc là người ta để lại ấy, thì mình đấu giá thì nhiều khi mình sẽ canh được, sẽ có những thời điểm thì giá về nó sẽ tốt hơn để các bác chơi.
Đấy, còn mua luôn cũng được nhưng mà mỗi tội là giá nó hơi cao quá ạ. Đấy, em sẽ quay qua tổng quan cái chiếc check Epic 7.4. Tổng quan là như vậy. À đây, yên thì là yên Bollinger. Yên rất là êm luôn. Nebula. Đấy, sẽ có bản đây, yên da này. Đấy, và gọng nữa. Cọc yên nhôm của Bollinger. Chiếc này có cả cái phản quang Nhật này. Đấy, các bác mà chiều cao ấy, cái size xe thì mình cũng có thể điều chỉnh đây. Đấy, min max này có thể được hơn 1 phân tiến lên hoặc lùi xuống các nhá, để có thể vừa với cái sải tay của mình làm sao ngồi xe cho nó thoải mái nhất, nếu đều ok. Đấy, em đã quay tổng quan chi tiết, sau đấy em sẽ test qua cái chuyển động của cái chiếc này để các bác cùng xem. Xin ơi, anh xin quay luôn. Em sẽ quay cái bánh trước các bác nhé. Đấy, cái trục của nó thì rất là trơn trơn êm ru luôn. Em phanh này. Đấy, hệ thống phanh của nó thì rất là ăn nhẹ và nảy. Đấy, phanh touch. Em sẽ test qua cái gạt đĩa đang ở cái tầng đĩa đây, quay này, rất là trơn này, đang ở tầng đĩa giữa này. Đấy, em hạ về tầng nhỏ nhất này. Hạ lên xuống 3 tầng nó rất là mượt. Bây giờ em sẽ để ở tầng giữa và em chạy tất cả các cái tầng lít đằng sau. Rất là mượt. Đấy, rất là mượt và lại trong bộ chuyển động của con Trek 7.4 thì đối với dòng xe Touring thì thoải mái luôn. Touring 3.9 các bác chạy thể dục và các cái nhu cầu thể dục thể thao đa dụng thì cực kỳ là ok. Đấy, chiếc này về hình thức thì gần như là tổng quan thì rất là đẹp. Đấy, xe dùng lướt nhưng mà họ dùng rất là ít, cho nên là độ mới cao. Đồ thì từng chi tiết một thể nguyên bản và nhà em là cam kết cái việc đấy. Em cũng tự mình tìm và đấu xe trực tiếp bên Nhật, và có người nhà bên Nhật thì sẽ nhận và vẫn đóng thùng gửi đường máy bay về Việt Nam cho mình, chứ cũng không phải qua trung gian cái gì cả. Đấy, cho nên là các bác yên tâm về nguồn gốc và chất lượng cũng như là cái cam kết của những chiếc xe mà giao lưu với nhà Zinbay. Tên nhà em là Zinbay, số 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại là 0915 640 766. Số này em có dùng cả Zalo luôn. Đấy, em thì tên là Tuấn, còn là Zinbay là tên con trai. Thỉnh thoảng em Zin rảnh thì cũng hỗ trợ bố để quay xe và gọi là giúp những cái việc vặt liên quan đến xe những lúc rảnh. Em video cũng tương đối dài, rất mong các bác xem kênh, yêu thích thì bấm nút like và share, đăng ký kênh giúp em để giới thiệu với những người bạn người thân có nhu cầu tìm kiếm những chiếc xe Nhật về đấu giá về đường bay đẹp, nguyên bản và chất lượng phù hợp với cái tầm giá, thì rất mong các được nhận được tình cảm và ủng hộ của các bác. Đấy, em xin tạm dừng video ở đây. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt tất cả các bác ạ.